Rồi, trên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nha. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại kênh chuyên xe cũ giá rẻ. Thì anh em nào mà lần đầu xem video của em thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé, để ủng hộ em rồi không bỏ lỡ những video báo giá xe cũ tiếp theo của em tại kênh chuyên xe cũ giá rẻ. Thì hiện tại hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng xe máy Honda Hoàng Sáng nha cả nhà. Địa chỉ là phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, ngay công viên Tam Hiệp nha mọi người. Đối diện là cây xăng chạm xăng dầu Duy Linh, quốc lộ 1A. Hôm nay trong video này thì em xin giới thiệu với tất cả các anh chị em mình con quay và là quay RS mà RS Repson đó cả nhà, RSV á. Thì nói chung là cái phiên bản này gọi là phiên bản hiếm nha cả nhà. Thì nói chung là cái này gọi là phiên bản giới hạn, nói chung là nó cũng rất là ít. Thường thường quay RS thì anh em thấy rất nhiều, nhưng mà cái này mà Repson này thì khối này thì rất là ít ha. Con này là nguyên bản Repson nha cả nhà, xe rin đời 2006. Thì em sẽ chi tiết để anh chị em mình có nhu cầu thì liên hệ nha. Đây em đi một vòng cho anh em tham khảo trước. Thì nói chung là cũng sơ lược tất cả cho anh em tham khảo luôn ha. Thì con này là 206 nha anh em, Repson 206, máy móc nguyên zin, chưa đục gạc. Rồi bây giờ thì em cũng đi sơ lược cho anh em tham khảo ha. Thì đầu tiên bây giờ em đi cái dàn chân này trước ha. Thì em sẽ quay cái xe lại để cho nó có ánh sáng ha, cho tốt hơn. Thì bây giờ em đi cái mặt tiền này trước nha. Bô bọc là nguyên zin ha, bô bọc nguyên zin. Đây dàn phuộc nè, phuộc vàng ha. Repson RS thì nói chung là cái Honda này thì cái màu nó hơi màu mè xíu, nó không có giống như cái kia, nó gần 2-3 màu. RS đây dàn chân sau ha cả nhà. Xe thì nói chung là em nhìn cái ngoại hình là rất là đẹp rồi, hàng hiếm Honda Goshi. Đây tem bọc 206 anh em nha, máy móc riêng. Repson đấy, chuyên xe cũ giá rẻ nha anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh rồi nhớ em nhanh xin một lượt like và một lượt đăng ký nha, để không bỏ lỡ những video báo giá tiếp theo của em. Đấy, xe thì nói chung là cập nhật liên tục để anh em tham khảo. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ đến Hoàng Sáng nhé, 0983 533 445. Nói chung là đi chi tiết ha, đi chi tiết không có bỏ sót phần nào hết á, đi mặt bên nào thì quay hợp bên đó. Dầu ha, đĩa cam đồng liền Goshi nha cả nhà, cục máy rin chưa chạm. Cục máy nguyên rin nha cả nhà, cục máy nguyên rin luôn á. Rin nha cả nhà, máy móc rin, giá thì chỉ có 13 triệu thôi. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ ha, liên hệ đến xe máy Hoàng Sáng, giá 13 triệu Honda Repson. À, nói chung là cái dòng RS nha, RS Repson nha cả nhà. Đẹp.
5 đồng liền thì đều là Goshi hết ha. Cuộc này cũng nguyên hết. Hết xong. 60V6 ha. Nói chung là cái biển còn 4 số anh em biết rồi, 3649. Cái biển nó còn còn 4 số thì anh em biết rồi, nói chung là một đời chủ ha. Hai lẻ sáu bình xăng bình đồ nói chung là rất là đẹp ha. Honda để đồ đầy đầy đủ hết. Nói chung là nếu quay xe quay nhiều á thì anh em coi nó không rõ ha. Thì em giờ quay quay chi tiết hơn từng con để anh em nhìn nó rõ ha. Đó. Xe thì trong tình trạng hoàn hảo nhất nha. Mua đổ xăng là chạy thôi. Xe thì sang tên cũng gốc Hàn Quốc nghe. Máy móc nguyên zin. Sang tên rút gốc đấy. Trả góp ship xe. 60V6 ha, 13 triệu anh em nha. Xe thì đời 206 xe zin nguyên bản. Rồi về nha anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi thì nhớ nhấn like và là xe đăng ký video nha để không bỏ lỡ những video báo giá của em tiếp theo tại kênh Chia Sẻ Cũ Ra Nè. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ Hoàng Sáng nha, 0983 533 445. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nha.